Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cái cụm phương trình này. Chúng ta thấy rõ, ở đây là kết quả là số 0. Chúng ta có công thức như sau. Như vậy a mũ 0 đó chính là số 1. Như vậy nguyên cái cục này bắt buộc phải bằng 1. Thì khi đó log cơ số 2 của 1 thì chúng ta mới có kết quả là số 0 ở bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ có cái cục này bằng 1. Tiếp tục chúng ta có công thức tiếp theo. Chúng ta biết bên ngoài là số 1, ở đây cơ số là 2 mũ A. Như vậy để cho kết quả bằng 1 thì cái 2 mũ A này bắt buộc phải là hai mũ a bên trong này. Khi đó chúng ta sẽ có cái cục như thế này. Như vậy cái cục này bắt buộc phải bằng hai mũ a. Tiếp tục chúng ta có công thức tiếp theo. Cái đó là A nha. Thì log cơ số A của A thì chúng ta ra số 1, chúng ta còn lại C. Như vậy để cho ra cái cục 2 mũ A giống như cái cục C này nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có 2 mũ B mũ của 2 mũ A. Như vậy chúng ta sẽ có 2 mũ của A cộng B bắt buộc phải bằng 2 mũ B mũ 2 mũ A. Bây giờ chúng ta có B, chúng ta nhân lên. Thì chúng ta sẽ có 2 mũ B nhân với lại 2 mũ A. Chúng ta thấy rõ ở đây cùng cơ số là 2 và 2. Như vậy chúng ta rút gọn lại thành A cộng B sẽ bằng B nhân cho 2 mũ A. Bây giờ chúng ta đẩy B sang bên trái, A sang bên phải. Chúng ta có B và B làm nguyên tử chung. Chúng ta chia hai vế cho cái cục này. Sau khi chúng ta có cục này đúng không? Chúng ta quay lại cái cục này. Bây giờ chúng ta thấy B là cái cục này. Bây giờ chúng ta quy đồng mẫu số 1 trừ 2A. Thì ở đây chúng ta sẽ có A ở đây. Chúng ta thấy rõ ở đây có 1 trừ 2 mũ A. Ở đây cũng 1 trừ 2 mũ A chúng ta bỏ đi. Chúng ta chia tử và mẫu rồi. Như vậy còn lại trừ A bình phương ở dưới này. Sau đó chúng ta chia cho A. Thì chúng ta sẽ còn lại 1 trừ 2 mũ A trừ cho 1 chia cho trừ A. Như vậy dấu trừ bỏ, 1 trừ 1 cũng bỏ. Như vậy chúng ta còn lại log cơ số 2 của 2 mũ A chia cho A. Như vậy chúng ta áp dụng công thức này thì chúng ta có ln của A chia cho B sẽ bằng ln A trừ ln B. Như vậy mình áp dụng công thức vào đây.
cái a này đi ra ngoài. Chúng ta có log của cos số 2 của 2, như vậy là số 1. Như vậy a trừ cho log cos số 2 của a. Bây giờ chúng ta có 4 đáp án đúng không? Mình thấy a, b, c, d vào cái cục này sao cho nó nằm trong cái nghiệm ở đây là xong bài. Thì đáp án câu này là câu C nha. Sau khi thế xong. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.